Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác vận động phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả rõ rệt, phục vụ tốt phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân của các địa phương. Tỉnh Tây Ninh hiện có 21 dân tộc thiểu số sinh sống với hơn 5.500 hộ, gần 20.500 nhân khẩu. Trong đó, dân tộc Khmer chiếm nhiều nhất với 0,77%. Toàn tỉnh hiện có 34 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được xét công nhận hàng năm và được hưởng chế độ chính sách theo đúng quy định. Các cấp, các ngành quan tâm tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm, lao động sản xuất cho người uy tín trong đồng bào các dân tộc. Tổ chức biểu dương khen thưởng kịp thời những người uy tín đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương cơ sở. Từ các chính sách quan tâm chăm lo cũng như tôn vinh người có uy tín, những năm qua, vai trò của đội ngũ này ở Tây Ninh được phát huy trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Họ chính là những người nắm bắt, chuyển tải tâm tư nguyện vọng của bà con để cùng với chính quyền các cấp chung tay xây dựng phát triển quê hương, thực sự là trung tâm đoàn kết đồng bào dân tộc thiểu số, cầu nối giữa đảng, nhà nước với nhân dân nhằm xây dựng bền vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ấp Chăm, xã Suối Dây, huyện Tân Châu hiện có 456 hộ với gần 1.900 nhân khẩu. Trong những năm gần đây, cùng với các chính sách hỗ trợ của đảng và nhà nước, đồng bào dân tộc Chăm nơi đây đã có sự thay đổi trong cách nghĩ. Từ một vùng kinh tế nhiều khó khăn trước kia, ấp Chăm hiện nay đang đổi thay từng ngày nhờ các chương trình, chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, vùng đồng bào dân tộc và đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên của bà con nơi đây. Năm 1986, những hộ dân người Chăm đầu tiên ở những nơi khác trong tỉnh đến xã Suối Dây lập làng định cư và sinh sống. Ngày ấy, đường xá đi lại vô cùng khó khăn, rừng le và cỏ tranh bao bọc cả ngôi làng. Nhà cửa đều tạm bợ, đời sống bà con gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, nhiều năm qua, được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, bà con ấp Chăm đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để trồng cây lâu năm, phát triển chăn nuôi. Vùng đất hoang sơ ngày xưa đã được phủ xanh bởi một màu cao su và mía, mì. Trước đây người bà con cũng rất là khó khăn từ cái miếng ăn nhà ở. Nhưng tới thời điểm năm 2006, 2007 được sự quan tâm của đảng, nhà nước cũng như là quân khu 7 đã tạo điều kiện, đã hỗ trợ xây chương trình nhà ở 134 cho bà con. Và từ đó người bà con cũng được là phấn khởi và làm ăn từ cái làm thuê, làm mướn, cũng như là những cái hộ mà có đất sản xuất và chăn nuôi thì họ cũng biết phát huy được cái vai trò của mình. Như là trước đây họ chỉ chủ yếu là làm cây lúa, lúa nước và sau đó là chuyển qua trồng mì, trồng mía. Và tới thời điểm này thì cũng bà con cũng trồng được cao su, ấp Chăm cũng rất là phấn khởi, cũng biết ơn đảng, nhà nước và các ngành đoàn thể luôn quan tâm tạo điều kiện cho bà con dân tộc Chăm có cái cuộc sống phát triển và ổn định hơn. Vợ chồng chị Thị A Ná hiện có 4 hecta đất. Trước đây chủ yếu trồng lúa nước, trồng mì, thu nhập không được là bao. Sau đó vợ chồng chị chuyển sang trồng cao su kết hợp với chăn nuôi trâu. Nhờ chăm chỉ làm ăn, đến nay kinh tế khá giả, xây được căn nhà trị giá hơn 450 triệu đồng, khang trang nhất nhì xóm, nuôi các con ăn học. Còn vợ chồng chị Thị Bay, trước đây thu nhập chủ yếu nhờ vào quán tạp hóa nhỏ và đi làm mướn. Do đó điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn. Vừa qua thấy được hoàn cảnh của gia đình chị, địa phương đã tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội. Vợ chồng chị có vốn đầu tư vào chăn nuôi bò và nuôi dê. Từ đó điều kiện gia đình khấm khá hơn. Được ngân hàng chính sách tạo điều kiện cho vay 40 triệu đồng để chăn nuôi bò và dê. Dê cũng được 6 con dê và 1 con bò, chuẩn bị sinh sản, xây được nhà khang trang hơn. Hiện nay tôi đã trả ngân hàng được hơn nữa. Gia đình rất là vui mừng và biết ơn đến đảng và nhà nước đã tạo điều kiện cho vợ chồng tôi vượt qua khó khăn. Đảng và nhà nước quan tâm thì cho tạo điều kiện cho bà con vay vốn. Thì hiện nay thì bà con vay vốn thì đa số là sử dụng vào chăn nuôi bò,
chăn nuôi dê và sản xuất nông nghiệp như là trồng mì, trồng cao su với trồng mía. Thì qua cái trong cái quá trình mà quản lý nguồn vốn từ ngân hàng chính sách á, thì hiện nay thì nói chung là thấy cái đời sống kinh tế của bà con nhân dân trong ấp Chăm thì nói chung thì có những cái bước phát triển về cái mặt kinh tế, không còn ỷ vào nhà nước nữa, tự vươn lên và tự nói chung thì bà con thì cũng xây những căn nhà là cũng khang trang hơn những năm trước, thì nói chung thì cũng được đảng và nhà nước quan tâm, thì bà con có những cái bước phát triển, bản thân cũng rất là biết ơn những cái đến ngân hàng cũng như là đảng nhà nước cũng đã tạo điều kiện quan tâm đến đồng bào dân tộc Chăm. Hiện nay ấp Chăm có trên 100 hộ được vay vốn ưu đãi từ ngân hàng với số tiền gần 3 tỷ đồng để đầu tư vào sản xuất chăn nuôi, từ đó đời sống ngày càng phát triển. Hiện nay ấp chỉ còn 7 hộ cận nghèo và 4 hộ không có khả năng thoát nghèo. Số hộ có mức sống khá trở lên chiếm khoảng 27%. Từ chỗ làm ăn có hiệu quả, người Chăm tích cực hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động, đặc biệt là phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, ấp đã có một thánh đường to đẹp, phục vụ các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng của bà con. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ấp Chăm được xã đầu tư kinh phí xây dựng 5 tuyến đường bê tông trong ấp, nâng cấp nhà văn hóa ấp với số tiền 400 triệu đồng, trong đó có 10% vốn đối ứng từ nhân dân. Nhà văn hóa được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động sinh hoạt, hội họp ở ấp. Bộ mặt nông thôn đã khang trang hơn trước rất nhiều. Bên cạnh đó, năm 2020, ấp Chăm còn được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao tặng khu sinh hoạt văn hóa thể dục thể thao tại Thánh đường Hồi giáo với 13 bộ dụng cụ tập luyện thể dục thể thao ngoài trời với tổng chi phí hơn 200 triệu đồng. Công trình đã tạo điều kiện để đồng bào tôn giáo có nơi rèn luyện sức khỏe, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, xây dựng nếp sống văn minh. 100% con em trong độ tuổi được đến trường, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc Chăm nơi đây không còn. Ngoài ra, thời gian qua, chính quyền xã Suối Dây và cấp trên đã có nhiều giải pháp nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con dân tộc Chăm. Nhà ở, đường giao thông nông thôn, hệ thống nước sạch sinh hoạt được đầu tư nâng cấp. 100% hộ dân có điện sản xuất và nước sạch sinh hoạt. Bà con được vay vốn nước sạch và vệ sinh môi trường nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nguồn nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. Vào các ngày lễ lớn trong năm, thánh đường ấp Chăm đều được chính quyền và đoàn thể từ tỉnh, thị xã và xã đến thăm, chung vui, tặng quà, tạo mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Qua đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong xóm ấp và phát huy bản sắc dân tộc. Trong những năm qua, đảng ủy, ủy ban nhân xã luôn quan tâm đối với đồng bào Chăm. Đảng ủy đã phân công cán bộ chủ chốt của xã vào để sinh hoạt cùng chi bộ, để triển khai các cái nghị quyết, các cái chương trình, các kế hoạch của ủy ban để cho đồng bào Chăm thực hiện tốt các chủ trương sách của đảng, pháp luật nhà nước. Ủy ban cũng đã tạo những cái chương trình giúp cho đồng bào Chăm để vươn lên trong cuộc sống. Đó là cái chương trình cho vay vốn sản xuất kinh doanh, chăm lo cho các em học sinh, cho học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, và xây dựng những căn nhà đại đoàn kết, nhà cho những hộ khó khăn để các hộ vươn lên. Trước đây thì ấp Chăm là một trong những ấp là có số hộ nghèo cao nhất của xã, là 39 hộ nghèo và cận nghèo. Thì tới thời điểm này thì ấp Chăm còn có 11 hộ. Đó là một cái tín hiệu đã giúp cho bà con vươn lên trong cuộc sống. Đến ấp Chăm, xã Suối Dây, huyện Tân Châu hôm nay, chúng ta đều cảm nhận được sự thay da đổi thịt từng ngày. Nhiều ngôi nhà mới khang trang được mọc lên dọc theo những tuyến đường bê tông nối liền ấp Chăm với những ấp khác trong xã. Thành quả ấy chính là kết tinh của sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên, chung sức, chung lòng cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày thêm văn minh, giàu đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.